Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn trao đổi chuyên môn về dự án Huế bốn mùa hoa và giao thông công cộng tại Huế. Tham dự diễn đàn có ông Phan Thiên Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và người dân. Diễn đàn được tổ chức trên thuyền xuôi theo dòng Hương với hành trình từ Nghinh Lân Đình đến Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Huế có rất nhiều lợi thế với điều kiện sinh thái môi trường phù hợp, nhiều không gian xanh, có dòng Hương chảy qua lòng đô thị, kiến trúc đặc trưng, hệ thống giao thông đa dạng rất thuận lợi cho việc thực hiện dự án Huế bốn mùa hoa và giao thông công cộng. Triển khai dự án này sẽ mang tới những hình ảnh tươi mới, tạo thêm những điểm nhấn cho du lịch Huế bên cạnh văn hóa di sản. Cái mục tiêu lớn nhất và cao cả nhất ấy, thì theo tôi là để phục vụ cho người dân. Người dân ở đây phải hiểu là cả người dân sống tại Huế và những người là khách du lịch, khách đến tham quan Huế, và để họ nhìn nhận Huế là một đô thị rất độc đáo, rất là đẹp và nó khác lạ và nó rất là nhân văn, nó hài hòa giữa cái thiên nhiên, con người, cuộc sống vân vân. Cái khó chính là việc lựa chọn được các loài hoa đặc trưng, trồng hoa gì vào mùa nào, khu vực nào trồng hoa gì và vai trò của người dân, doanh nghiệp, chính quyền như thế nào để chúng ta xây dựng thành phố bốn mùa hoa. Vì kinh nghiệm thực tế cho thấy, nếu không có quy hoạch cụ thể, những mô hình tương tự đã thất bại. Để mà tạo ra một cái giải pháp khả thi thì như tôi nói đó, với cái hiểu biết của tôi thì đến nay thì tôi chưa thể đề xuất một cái cây gì cho cái mùa ở Huế cả. Thật ra là thế. Mà muốn tạo ra thì không thể một hai năm. Bây giờ trước hết là phải có một cái quá trình nghiên cứu. Bây giờ là sắp tới để thực hiện ý tưởng này thì như bản thân tôi nếu mà được xin ý kiến thì tôi cũng đề xuất là chọn một số rồi hoa hiện chưa có Huế đưa về rồi thử nghiệm trong vòng tối thiểu khoảng 3 vụ, tức là khoảng 5 rưỡi 2 năm, thì khi đó mới triển khai rộng ra. Theo các nhà nghiên cứu thì thành phố Huế có thể triển khai đồng thời hai dự án thành phố bốn mùa hoa và giao thông công cộng kết hợp phục vụ du lịch ở khu vực hai bên bờ sông Hương và các chi lưu của nó như An Cừu, Kim Long, đặc biệt là hệ thống Ngư Hà bao quanh kinh thành Huế, hệ thống Thượng Thành sau khi di dời dân cư, có thể kết hợp với quy hoạch định hướng chi tiết hai bên bờ sông Hương dạng Coica và Huế Green City Action Plan, quy hoạch 5 bến thuyền trên sông Hương của ADB để hiện thực hóa ý tưởng này. Với cái quy mô của Huế là một thành phố nó tương đối là nhỏ, thì cái đáp ứng về giao thông công cộng đối với Huế nó cũng khá là đơn giản. Tôi nghĩ rằng ấy, cái thành phố này thì chỉ cần hai cái loại phương tiện chủ lực là xe buýt và cái tàu điện thường ấy, mà ta nói là cái tàu điện leng keng ấy, và tất nhiên nó dùng cái công nghệ hiện đại, thì hai cái phương tiện chủ lực đó kết hợp với xe đạp và một số cái phương tiện giao thông công suất nhỏ thì nó hoàn toàn có thể là phục vụ đủ cái nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến Huế. Nếu phát triển giao thông trên sông Hương thì đồng nghĩa chúng ta cũng phải chỉnh trang hai bên bờ sông, thì chúng ta cũng phải kết hợp với cái đề án thành phố bốn mùa hoa này, cũng như là cái hệ thống giao thông, ví dụ trên Thượng Thành sau này là phát triển thì có thể đi xe đạp, ở trên đó thì chúng ta cũng phải phát triển hoa. Thì chúng tôi cho rằng cái việc kết hợp giữa các đề án trong cùng một cái phạm vi thời gian là hết sức cần thiết để đưa ra được những cái giải pháp nó đồng bộ và nó rút ngắn được thời gian làm cái thay đổi cái bộ mặt của đô thị. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã đầu tư dự án chỉnh trang cây xanh đô thị trên hơn 300 tuyến đường phố đã có vỉa hè, và Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã thực hiện thí điểm 15 tuyến phố trung tâm. Đây là điều kiện thuận lợi nhưng chưa đủ để xây dựng mô hình thành phố bốn mùa hoa nếu như không có sự quy hoạch, phân bổ hợp lý về địa điểm trồng cũng như chủng loại cây, và cần sự tham gia của các cộng đồng trong hoạt động này.